anh Nghĩa, bạn Nghĩa đi mua xe thanh lý của công ty Pacific Nhật Bản. Đây này. Mình thấy không? Đây là thanh lý xe công ty. Xe rất là đẹp luôn. Nói chung là mấy cái xe công ty thì nó chỉ rất là ngầu và rất là cứng. Mua về là mình chỉ có việc nhập sơn, anh em sơn zin nhìn. Sơn zin nó còn có gì tí. Xe sơn zin còn nhiều ghê hơn. Đi bẩn thôi. Đồ nghề trong tôi luôn. Kỹ dán keo. Anh em khu vực Sài Gòn có xe thanh lý cứ liên hệ với bên mình thôi. Mấy bữa nay được cái là mình đi mua mấy xe thanh lý của công ty, xe rất là chắc. Không như xe gia đình, xe gia đình là chạy bánh hết. Xe này là dòng xe Captiva 7 chỗ ngồi hơn. Sơn zin còn. Tới này thanh lý thêm mấy chiếc xe bên kia nữa. Thanh lý mấy xe bên kia là mua nó ok. Đó, sơn zin này. Sơn zin luôn rồi. Xe này là mình đấu giá bên công ty nha. Mua lần mấy chiếc như thế này nè. Mấy chiếc kia đưa về hết rồi. Đang còn một chiếc này đang hôm nay vô tổng kết thành cuối. Trời ơi, đĩa nữa. Xe mình để ngoài nắng là hư hết cả rồi. Bỏng tay luôn. Anh em thấy không? Xe mà đậu vậy làm gì còn xe nữa, hư hết. Mấy cái xe cái đời mới, xe xịn luôn cũng đậu nắng. Tiếc thật đấy. Vài bữa nữa là bên mình thanh lý mấy cái xe này. Thanh lý mấy cái xe này. Xe này là mới dầu luôn, nhỏ tí gì mới dầu, anh ta đã đọc không? Đã không? À, mình sẽ thanh lý cái này xong rồi mình mua rồi mình dọn lại bán cho anh em. Anh em để như vậy thì chắc chắn anh em không dám mua rồi, nhưng mà mình giờ sẽ dọn đẹp lại anh em mới dám mua. Đây là của cái hãng to Red Ten gì nữa. Hôm nay mình cùng bạn Nghĩa đánh Barcelona đi mua. Trời ơi, quá nắng. Chắc da, chị da chắc vậy. Anh em nhìn nè. Bây giờ 11 giờ 28 phút rồi. Trời ơi là trời. Kinh quá. Trời ơi là trời. Bà con ở Sài Gòn, khu vực Thủ Đức hay là bất kể ở đâu mà nếu như có xe bán cứ liên hệ cho bên Phát Banh thôi. Bên mình mua được bên mình sẽ gửi hoa hồng cho anh em. Một cái giá rất là cao cho bà con mình ha. Thì cái chiếc xe đây là chiếc xe thanh lý của cái công ty ha. Công ty đây nè, cho nên là nói chung là mình thanh lý của công ty thì mình mua được cái giá rất là rẻ. Nhưng mà đặc biệt cái là cái chất xe nó rất là ngon. Nó không bị đâm đụng. Như xe gia đình. Xe gia đình người ta xài thì nó sẽ bị đục hoặc là chạy đục. Xe công ty là thường người ta rất là kỹ. Ví dụ như người ta chạy, cái anh tài xế mà anh chạy đó, nó chỉ cần hơi bị một cái gì đó người ta đã mang đi làm rồi. Cho nên là cái chất xe nó là ok. Sơn thì chảy xước xung quanh, nhưng mà được cái là cái chất lượng nó tốt nha. Thì anh em mà con ví dụ như gần nhà mình có xe bán cứ liên hệ cho mình. Nếu mà bên mình mua được, mình sẽ gửi cho anh em từ 4 triệu cho tới 2 triệu trên một xe nha. Nếu mà xe bèo quá thì mình không nói, nhưng mà xe mà chất lượng như xe kia, như chiếc này là mình gửi cho anh em 4 triệu. Tại vì mua cái giá rất là hời. Cho nên là làm nghề, làm xe, làm bất kể cái gì nó cũng có cái hên. Nếu mà hên với mình trúng, gọi là trúng. Nếu mà mình trúng thì mình mua được những cái con xe như thế này là mình trúng. Còn không là mình mua được xe nhà dân hoặc là xe lái. Xe lái thì một chiếc xe thì mình cũng kiếm được 10 mấy triệu, trừ đi tiền bãi thì cũng còn là mấy triệu. Nói chung là cũng ok, nhưng mà không bằng mấy cái xe của công ty nha. Cho nên là mua bán phải có cái trúng và cái không trúng, cái hên và cái xui. Nếu mà xe ngon thì mình lời nhiều, xe mà bị lỗi thì mình sẽ bị lỗ nha.
Dạ anh em mà còn có xe nhớ gọi cho anh nha. Thì hôm nay cũng là một cái cuộc hành trình đi mua xe. Thì đúng là mấy đợt vừa rồi thì mình cũng rất là bận do cải tiến và cải tạo cái bãi mới, cho nên rất là lu bu, không có đi mua xe được. Cho nên đợt này thì thực sự ra mình cũng rảnh, mình chỉ có đi review thôi. Rảnh rảnh thì anh em kêu đi mua xe công ty thì mình cố tình mình đi, mình để mình quay mấy cái livestream cho nó vui thôi nha. Rồi ví dụ như là nhà dân ban ngày thì mình không có rảnh, lâu lâu mình rảnh buổi tối thì mình đi mình mua xe ban đêm thì mình có quay vài cảnh cho bà con biết là Pháp Anh là có đi mua xe trong đêm nha. Thôi mình xin chào hẹn gặp bà con với những clip tiếp theo nha. Hiện mình đang ở Thủ Đức, chào bà con nhé. Chị nhìn em tao là kiến kiến không xe này, tao là xe xịn không quá trời. Pháp Anh cảm ơn tất cả anh em nha, đã tin tưởng và đã gửi những cái xe đẹp nhất của các cái công ty gửi cho mình, và mình đến là mình thu mua, mình sẽ hứa mình sẽ thu mua cái giá cao nhất, và mình sẽ có một cái nhóm chuyên định giá cho tất cả các công ty lớn tại Sài Gòn mình. Đi chờ tới đi, đi ăn cơm anh em đi. Chờ tới đi. Quá lớn mà lại không có mái che. Bao nhiêu anh ơi? Bao nhiêu mày? Mới vô. Ok, nè. Cảm ơn. Đánh Senona đi mua Captiva.